chỉ ra ngoài như này. Như vậy trong cách làm chúng ta phải may nó ngắn lại để cho đầu ngực nó ra trước như này. Về mặt rơi sợi thì nếu các bạn không có cái thước để đo đó thì cái cách quan sát gọi là rơi sợi đó là bây giờ tưởng tượng cái tấm này là thành bụng ha. Một cái tuyến vú không rơi sợi là cái góc giữa cái bầu ngực với là cái thành bụng đó, nó là cái góc tù, tức là nó lớn hơn 90 độ, có nghĩa là nó như thế này. Còn khi cái tuyến vú nó rơi sợi đó thì cái góc chỗ này nó sẽ thành cái góc nhọn, có nghĩa là nó ép xuống như vậy này. Như vậy khi khắc phục một tuyến vú rơi sợi có nghĩa là chúng ta phải chuyển từ cái góc nhọn như thế này bật cho nó lên thành góc tù như thế này. Bây giờ tới cái phần chọn cái túi, giống như hồi nãy mình nói đó, sẽ chọn cái túi bên trái lớn hơn bên phải một chút, đường kính nó khoảng tầm giữa 12.5 tới 13 khoảng đó. Đừng nhìn hai cái hình này, hình cái nhìn đầu tiên này, thì bây giờ phải xử lý cái phần này cho nó thấp lại. Tại sao trong cái làm đẹp vòng 1 lại phải xử lý cái đoạn này? Quay trở lại cái câu chuyện thiết kế giống như hồi nãy đó, chúng ta thiết kế đôi khi người Việt của mình chỉ hiểu là ồ tôi thiết kế tôi xây cái nhà của tôi đẹp thôi là được. Không phải, cái nhà chung quanh nó để rác rến từng lum hết trơn thì nhà mình không nào đẹp được, cho nên phải dọn nó đi. Do vậy để làm bật cái đẹp của vòng 1 á thì cái vòng 2 nó phải xẹp xuống chỗ này nè. Chị còn hỏi gì nữa không? Rồi tóm lại nè, làm đẹp vòng 1 cho Tuyền á thì điều đầu tiên phân loại là vào cái nhóm sợi hay không sợi. Của Tuyền thuộc về cái nhóm sợi. Quan sát bằng mắt thường là vì cái góc chỗ này nè, nó là cái góc nhọn. Cho nên việc đầu tiên là phải chuyển từ góc nhọn này thành cái góc tù, tức là lớn hơn 90 độ. Cái việc thứ hai là chúng ta tính toán để chọn cái đường kính túi đặt vô cho nó phù hợp. Thì đường kính túi để phù hợp với cái lồng ngực của Tuyền á, nó dao động từ 12.5 cho đến 13. Và hai cái thể tích này do nó trên nhau cho nên chúng ta sẽ chọn hai cái size nó khác nhau. Với cái sự bất thường của lồng ngực này, tức là nó giống như lồng ngực ức gà đó, nó nhô lên phía này nè. Thì nó sau khi đặt túi lên, chúng ta sẽ lấy cái chỗ khuyết này để khỏa lắp cái chỗ khuyết này và cũng như là khỏa lắp cái chỗ xương này, buộc chúng ta phải lấy cái phần mềm của mình. Không có phần mềm nào cho phép mình lắp được cái chỗ này, kể cả cái túi. Do vậy cái chỗ này sẽ được lắp đi để nó hoàn thiện cái phần làm đẹp của vòng 1 đó, là bằng cái mỡ này. Và như vậy Tuyền cũng sẽ được lợi hơn cái phần này. Rồi, làm câu hỏi gì nữa không? Kết thúc đây ha. Cảm ơn Tuyền.